Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Ngô Minh Thiện. Hiện nay em là quản lý một nhà sách. Em 30 tuổi. Còn em? Dạ, chào giờ anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và khán giả. Em tên là Trần Lâm Thanh Thủy. Năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Nè, chồng hơn vợ là 7 tuổi. Dạ. Đến nhau bao lâu rồi? Dạ, em lấy nhau được 2 năm. 2 năm? Dạ. Lúc đó Thủy nhiêu tuổi rồi? Dạ, lúc đó là mới 21 tuổi. 21 tuổi quen nhau bao lâu? Dạ, quen 5 rưỡi. 5 rưỡi. Vậy là quen lúc đó 19 tuổi mấy, đúng không? 19 tuổi rưỡi. 19 tuổi rưỡi. Dạ. Vậy thì em và vợ em gặp nhau trong trường hợp nào? Cô này đi mua sách. Lúc đó bán sách chưa? Dạ, lúc đó thì em làm ở chi nhánh thì vợ em là làm cái quầy game ở trên lầu. Thì vô tình thì bữa đó là em mới về quản lý chi nhánh đó thì em thấy vợ em tới mà không có chào hỏi ai hết. Hai ngày sau thì cô đó lại tới. Không có chào hỏi nữa. Không chào hỏi nữa. Bực mình. Thì lên không lau dọn gì hết rồi lên mở đèn mở máy lạnh tùm lum thì kia em mới la. La lúc đó là sao em? Thủy. Lúc đó thì em cũng thấy ghét lắm, bực bội lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ tại vì đây cũng là quản lý cho nên mà thôi chấp nhận âm thầm mình cứ làm đi, nhưng mà trong lòng mình ghét lắm. Tìm cách trả thù sao? Dạ, sai mà đúng không? Sao? Ủa nhưng mà tại sao em không chào ổng nha? Dạ, tại vì lúc đầu là trước khi ổng về là có một cái ông giám đốc đó cũng là lớn tuổi rồi, em nể cái người đó, em rất là quý người đó. Nên là anh này về thì em thấy giống như dạng còn mới quá, nhiều khi em không có phục quá, không có nể nên em không, không có làm chào. Chào. Sau đó em có đài của không? Dạ không, em ra em nhắc nhở rồi em chỉ làm này nọ rồi xong rồi thôi chứ không có đại. Không có nhắc đâu, tại vì hồi đó em làm bên chi nhánh kia theo thói quen là phải mở hết tất cả các máy lên rồi bắt đầu mới làm vệ sinh. Ổng ở đâu lù đi lên trên cầu thang á, lúc đó cái tướng của ổng nó ốm nhom nhắc rồi mà mặc áo xanh mà em nghĩ giống như là bảo vệ vậy á, không có giống như ra dáng quản lý, nó nhìn lú lắm. Cái bắt đầu ổng la em, nói em á, em đi lên đây hả, em không muốn chào hỏi ai hết trơn á. Ủa mà hả, cái nhà sách này hả, quy luật là phải làm hết vệ sinh xong rồi em mới được mở máy lên. Em có biết là cái điều đó không? Cái em mới nói là em không có biết anh, rồi bắt đầu em mới âm thầm làm. Trong lòng em rất là bực bội lắm, ghét lắm. Tới bao lâu thì em mới phục ông này? Dạ, tôi nghĩa là xong rồi chiều cái chị kia lên thì em mới nói chị đó là anh này ảnh khó chịu quá, ở nhà chắc vợ con chắc là hả khổ lắm. Cái chị đó mới nói là chưa có vợ, bồ còn chưa có nữa mà. Cái bắt đầu chỉ cho em Facebook thì em cũng tò mò thôi, em chỉ muốn xem thông tin của ổng thôi chứ không muốn nói chuyện ổng mà không, ghét mà. Tại cái đó, lúc mình la là lỡ trớn thiệt. Lỡ là đứng coi làm việc luôn rồi thôi mình im đi xuống thôi. Rồi sao em vô Facebook thấy gì chồng? Vô Facebook thì thấy ổng chỉ chụp hình ổng không à, chứ không có chụp hình gì hết á. Cái em đâu có muốn nói chuyện đâu, tự nhiên nói chuyện với em trước. Thì tối về em coi cái thấy ủa trong nhỏ nào bắn game, kéo game lên lậu à. Thì cái nói gì? Em mới chấp nhận rồi cái em mới hỏi. Cái em mới nói này nọ cho vui cho chừng ghét nữa thôi, tại cũng gặp nhau hoài. Kể từ đó là hết la. Dạ, kể từ đó cũng hết biết. Kể từ đó gặp ổng là chào ổng luôn. Trong mở máy trước luôn. Trong mở máy. Rồi sau đó, ai là người cua ai? Dạ em. Em là người cua chồng em. Ủa lý do? Dạ phục tại... ổng luôn, phục ổng luôn. Dạ tại vì khi mà nói chuyện thì em cảm thấy là con người ảnh có rất là nhiều kinh nghiệm. Là mình cần học hỏi ở ảnh rất là nhiều. Với lại một phần là ổng có hẹn em đi chơi một lần. Mà cái trong thời điểm đó cũng có một người tìm hiểu em luôn. Khi mà em đi với người đó em có cảm giác khác. Mà khi đi với chồng em lại có cảm giác khác. Cảm giác đi với chồng em là nó có một cảm giác rất là gia đình nhé. Với lại ổng quan tâm em. Vì hoàn cảnh em là ba mẹ chia tay sớm. Cho nên là em cảm thấy cái việc đó được bù đắp. À tức là vừa thấy ở đây một người cha, vừa thấy một người chồng, vừa thấy một người bạn, vừa thấy một người yêu đúng không? Một người bảo vệ cho mình. Hay quá. Ai là người đòi cưới? Cuối cùng thì ai là người đòi cưới? À, cái lúc đó thì cùng quen cái một thời gian rồi thì em cũng có nói nhà em biết thì có dắt về dưới nhà cho ba mẹ biết mặt. Lúc đó thì em cũng 7, 8 rồi cái em kêu em ba mẹ cũng định hướng là nếu công việc ổn định thì học hành xong hết rồi thì cưới vợ. Cưới vợ. Thì mà lúc đó vợ em thì cũng còn vướng học mấy năm xong. Nhưng mà em cũng nói là không có gì hết thì cứ bình thường thôi, thì vợ học thì cưới thì cưới không có ảnh hưởng gì.
Em còn động viên vợ đi học thì mà về thì nhà thấy vợ em cái gì cũng biết nấu ăn, biết gì nọ thì nhà em thì khoái, chứ nhà em không có không kiến nữa. Nên cũng ok, con dâu ai dắt về cũng chấp nhận hết. Nguyễn con Nguyễn giờ dắt về nhiều không? Dạ không, dắt về không có nhiều. Ý là ba mẹ dễ. Dạ. Ai biết tưởng là trước đó dẫn về mấy chục cô rồi. Rồi sao? Sau khi dẫn về rồi là cưới luôn. Dạ, 1.5 năm sau á tìm hiểu rồi mới cưới. Nè. Và sau khi cưới về rồi, cô bé này phát hiện anh ấy có gì xấu xí không? Dạ, tính xấu của ảnh là rất là lề mề. Em ví dụ như là đi làm về đi thì em mới nói là anh ơi, nhà có cái bóng đèn bị hư kìa. Cái bắt đầu ổng đi vô trong nhà tắm ổng coi bóng đèn bị hư. Cái ổng bắt đầu nghiên cứu, nói bóng đèn này hư ở đâu, cái đường dây nào mà dẫn tới để bóng đèn hư rồi. Vậy thì mình phải mua bóng đèn ở đâu cho hợp lý. Rồi tới tối luôn đó, rồi ổng suy nghĩ đến tối luôn. Ổng làm như ổng quên ăn ngủ. Em phải nhắc hoài luôn. Em nói là anh ơi em đói bụng lắm rồi đó nha anh đừng có sữa nữa, anh ngưng tay anh tắm đi rồi xíu sữa. Không, công việc anh mà làm cái gì là anh phải làm cho nó xong. Rồi mới lúc đó mới ăn cơm. Cái đợi hoài là em cọc lên nữa, mới là hai chồng đi lộn. Không phải tại vì mình muốn sửa cho nó xong rồi khỏi để ngày mai mất công rồi. Mà vợ kia hối cái để từ từ mình sửa cho xong. Hứa mà từ trưa đầu hôn cho tới cuối giờ đêm mà phải hối thôi chứ. Có cái bóng đèn thôi mà lâu dữ vậy. Phân tích đồ này kia nọ mới đi chịu đi sửa. Anh nói nghe nè, em lấy vợ trẻ như vậy thì có khó khăn gì không? Vợ em thì còn nít lắm. Hay ghen không? Ghen thầy luôn. Ghen thầy luôn á. Ghen chị mới xuống nước luôn đúng không? Chồng em làm gì mà em phải ghen? Đúng rồi, trong dạ. Ra, ba nhà trong nhà sách thì dạ, nhân viên nữ nhiều. Nhân viên toàn là nữ mà mặc áo dài dáng thức tha. Rồi sao? Em ghen dữ lắm, nhưng khi ông trao đổi hay gì ví dụ khuất mặt em thì không sao, nhưng mà bữa đó mà em đi lại chơi thì em thấy là em bực lắm. Với lại á, ví dụ như mà em nói với ổng á là khi nào mà có cái cô nào mà không có ai đưa về á, anh có thấy anh cũng đừng đưa về nha, anh đưa về em không chịu đâu. Ghét lắm. Nhưng mà có đưa chưa? Không dám dạ, đưa không, về á luôn. Không có đưa về đâu, mà có lén đưa đi không? Dạ không có, mà vợ em khi tới chỗ làm em là em dắt đi văn phòng ngồi trả liền kia, không có để dưới. Nói nghe nè, em có em bé rồi đúng không? Dạ. Em ở nhà thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Có khi nào mà bị ghen mà ghen tư tưởng không? Dạ có, lúc đó em ghen gần như là bị trầm cảm luôn á. Phải không? Em khóc miết rồi, với lại nhiều khi em nói chuyện một mình á. Rồi nói chuyện mình luôn. Dạ. Mà ghen sao? Tức nghĩa là vừa bực vừa đang buồn chuyện bên gia đình của bên chồng. Với lại một phần là ghen là tại vì công việc của chồng em mà làm 8 giờ làm tới 10 rưỡi tối mới về. Trong khoảng thời gian đó mẹ em cũng buôn bán. Còn ba mẹ chồng ở dưới Bến Tre lận. Không có thời gian lên vì phải chăm em bé của anh chị hai á. Thì lúc đó chỉ còn một mình em thôi. Lúc đó là em cảm thấy tủi lắm. Thì em biết là vợ em có chịu cực kỳ khổ này nè, mình biết chứ không biết. Thì khi vợ em ghen thì em cũng có giải thích, nhắn tin hết, hay là điện thoại nói là em tin anh chứ ghen cái gì, anh làm kiếm tiền về cho vợ cho con chứ anh đâu có lại đi làm bậy làm bại đâu, em cứ ghen tối ngày. Rồi còn vụ ba mẹ em thì thương vợ em chứ không có gì. Khi về nhà ba mẹ em còn không cho vợ em đụng vô làm mà tại bên anh hai em thì cả ít người thì tất nhiên ba mẹ em phải coi rồi. Thì cũng không có thời gian lên, thì có ba với cô lên. À, mẹ em cũng điện lên, mẹ nói không có gì đâu, mẹ cũng thương con này cũng là con chứ đâu có phân biệt đứa nào với đứa nào đâu. Đó, thì em cũng giải thích vợ em hoài, nay cũng đỡ được chút. Đỡ ra hả? Dạ. Dạ, cũng đỡ ghen chưa? Đỡ rồi, cũng đỡ ghen. Rồi tật xấu của vợ em là gì? Thì đó, tật xấu vợ em là hay ghen. Ghen có ganh không? Có luôn á, tự thú luôn gì? Hả? Ganh sao? Dạ, em hôm nay em thú nhận luôn là em cũng có hơi ganh tị với lại chị dâu của em. Lúc nào cũng suy nghĩ là khi mà đẻ em bé ra thì bà nội lúc nào cũng phải gần gũi con em. Mà từ khi em đẻ ra tới giờ thì bà nội chưa bao giờ lên hết. Chưa bao giờ, chỉ có là gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Toàn là vợ chồng em bồng bé về dưới không à. Bây giờ sao ta, em bé gái này á là còn nít quá, hiểu không? Vậy tại sao bữa nãy là nó có hỏi là có ganh không? Là vì lý do tại cái bản chất của con nít là ganh. Đó, giống như mình có mấy đứa con á thì là đứa này nó sẽ ganh đứa kia là cho đồ chơi đứa này là phải có đồ chơi đứa kia. Đó. Thì thực ra các cụ ở dưới quê á thường là đặt nặng cái tình cảm vào con trai trưởng, hầu như nha chứ không phải là tuyệt đối. Đó. Và đúng thời điểm mà em sanh cũng là lúc là bà phải lo ở dưới canh con cho chị hai, rồi chưa lên đây được để mà thăm. Đó. Thực ra em cũng không cần bà phải lên để mà chăm nom con của em đúng không?
mà em chỉ muốn là bà dành cái tình cảm cho cái đứa cháu để chứng minh là bà cũng thương cháu, tức là thương con của em giống như là con của anh hai chị hai vậy đó. Cái điều em muốn chỉ là như vậy thôi, đúng không? Thì nếu như là bác gái mà có xem qua cái tập này thì bác gái sẽ hiểu được là cái mong muốn mà của hai vợ chồng bạn này, thì bác gái dành một chút thời gian, bác gái lên đây 1-2 ngày để chơi với cháu, để cho nhà cửa vui vẻ. Vui đúng không? Là vui liền luôn. Còn bạn chồng hơn bạn này 7 năm á, cố gắng chăm sóc bạn, chia sẻ với bạn. Chúc các bạn hạnh phúc.